Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc Đài Loan rực lửa. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2020, nữ Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2, chính thức đánh dấu thêm 4 năm quan hệ Trung Quốc và Đài Loan sẽ tiềm ẩn nhiều sóng gió. Trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 và cũng là cuối cùng vào ngày 20 tháng 5, bà Thái Anh Văn tuyên bố rằng Đài Loan sẽ không chấp nhận việc chính quyền Bắc Kinh sử dụng chính sách một quốc gia, hai chế độ để hạ thấp Đài Loan và làm tổn hại tới hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Đây là hình ảnh bà Thái Anh Văn trong lễ nhậm chức vào hôm 20 tháng 5. Bà phát biểu như sau: đối mặt với các hoàn cảnh thay đổi, tôi sẽ giữ vững nguyên tắc của mình, chấp nhận một thái độ cởi mở để giải quyết các vấn đề và gánh vác trách nhiệm trong tư cách Tổng thống. Tôi cũng hy vọng rằng lãnh đạo của phía bên kia eo biển sẽ có trách nhiệm tương tự và hợp tác với chúng tôi để cùng ổn định sự phát triển lâu dài mối quan hệ qua eo biển. Hòa bình, bình đẳng, dân chủ và đối thoại là những từ đã được bà Thái nhắc đến như các nguyên tắc điều chỉnh quan hệ với Bắc Kinh trong ngày nhậm chức. Theo đó, hòa bình chính là bên kia eo biển cần từ bỏ đe dọa vũ lực với Đài Loan. Bình đẳng chính là bên kia không phủ nhận sự thực về sự tồn tại của nhau. Dân chủ chính là tương lai của Đài Loan phải do 23 triệu người quyết định. Đối thoại chính là đôi bên có thể ngồi lại với nhau để bàn bạc về phát triển quan hệ trong tương lai, như bài phát biểu sau chiến thắng bầu cử Tổng thống vào tối ngày 11 tháng 1 năm 2020 của bà. Theo bà Thái, Đài Loan đã nỗ lực hết sức để duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển hẹp ngăn cách với đại lục và sẵn sàng đối thoại với đại lục. Bà nói, chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực này và chúng tôi sẵn sàng tham gia đối thoại với Trung Quốc, đóng góp cụ thể hơn nữa cho an ninh khu vực. Được 8,2 triệu cử dân ủng hộ, bà Thái Anh Văn tái đắc cử trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan trở nên căng thẳng và làn sóng phản đối, đòi dân chủ trỗi dậy mạnh mẽ ở Hồng Kông. Đây là hình ảnh bản đồ Trung Quốc, Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Bà Thái Anh Văn kết thúc nhiệm kỳ đầu Tổng thống với một bảng thành tích đáng khích lệ. Ở trong nước, bà cho hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, cải thiện hệ thống an sinh xã hội. Trong đối ngoại, hình ảnh của Đài Loan trên thế giới không ngừng mở rộng và tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ. Khi dõng dạc tuyên bố 4 nguyên tắc với Trung Quốc, hòa bình, bình đẳng, dân chủ và đối thoại, và dứt khoát khước từ nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ trong lễ nhậm chức, bà Thái Anh Văn một lần nữa cho thấy lập trường kiên định không chịu khuất phục trước chính quyền của Trung Quốc. Và tương lai quan hệ Trung Quốc và Đài Loan sẽ có nhiều giông bão, không kém với 4 nhiệm kỳ đầu tiên của bà. Khi nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đề ra ý tưởng một quốc gia, hai chế độ, đối tượng mà ông hướng đến không phải là Hồng Kông hay Macau mà là Đài Loan. Và trong khi Hồng Kông, Macau giờ đã nối liền đại lục, Đài Loan vẫn tách biệt hơn 70 năm sau cuộc nội chiến. Vì sao Đài Bắc nhất quyết không trở về theo mô hình một quốc gia, hai chế độ là câu hỏi được đặt ra. Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đã giải thích điều này trong bài phát biểu vào ngày 20 tháng 5 như sau. Đài Loan không muốn bị hạ cấp, trở thành cái vùng đất đã từng là thuộc địa như nước ngoài như Hồng Kông, Macau khi nói chuyện với Trung Quốc. Và ngay sau khi phát biểu của bà nữ tổng thống Đài Loan đưa ra thì chính quyền Bắc Kinh đã có phản ứng mạnh mẽ. Đây là hình ảnh tạp chí Hạm thuyền Tri thức của Trung Quốc đăng trên Weibo, đoạn video phác họa một cuộc tấn công nhằm vào vùng lãnh thổ của Đài Loan. Phát ngôn viên văn phòng sự vụ tại Đài Loan, ông Mã Hiểu Quang, cảnh báo Bắc Kinh không thay đổi lập trường, có đủ quyết tâm, niềm tin và khả năng để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Hãng thông tấn xã Tân Hoa Xã trả lời sẽ cứng rắn hơn, đe dọa, không bao giờ dung thứ cho bất kỳ hành động ly khai nào. Còn tại Hoa Lục, ngay trong ngày bà Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan thêm 4 năm vào ngày 20 tháng 5, Hạm thuyền Tri thức, một tạp chí quân sự có tiếng của Trung Quốc, đăng video 11 phút phác họa một cuộc tấn công mô phỏng nhằm vào Đài Loan. Tạp chí Hạm thuyền Tri thức viết trên tài khoản Weibo của họ rằng: mọi người đều hiểu rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA có năng lực và quyết tâm để đảm bảo thống nhất Tổ quốc. Đoạn video dài hơn 11 phút phác họa một cuộc tấn công nhằm phá hủy các lực lượng không quân và hải quân của Đài Loan, cũng như lực lượng phòng vệ trên bờ để đạt được ưu thế mở đường cho một cuộc đổ bộ. Theo video miêu tả, cuộc tấn công của không quân nhằm vào Đài Loan
bắt đầu từ 4 giờ sáng sớm và được tiến hành trong 80 phút. Cuộc tấn công mô phỏng bắt đầu bằng hai loạt tên lửa, một phóng từ thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến và một căn cứ tên lửa trên đảo Đông Dẫn của Đài Loan và một phóng từ lực lượng tên lửa di động ở Phúc Kiến nhắm vào lực lượng phòng không và các sân bay trên khắp Đài Loan. Trong khoảng 4 phút, không lực Đài Loan sẽ chịu thiệt hại nặng nề và những máy bay của Đài Loan đã cất cánh sẽ bị bắn hạ bằng tên lửa S-400. Video mà đã miêu tả như vậy. Theo nội dung trong video, kế hoạch tấn công Đài Loan được chia làm 3 phần: tác chiến cách ly bắt buộc, tác chiến tấn công và tác chiến đổ bộ trên đất liền. Trong đó, tác chiến cách ly bắt buộc sẽ diễn ra trong cả chiến dịch nhằm phá tan ý đồ can thiệp vào eo biển Đài Loan của Mỹ và các nước khác. Video cũng cho biết sau 24 giờ gây áp lực, lực lượng đổ bộ của Trung Quốc sẽ tấn công xâm nhập Đài Loan, Đài Bắc để hoàn thành cả quá trình giải phóng Đài Loan, thống nhất Tổ quốc. Trước đó, chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy mạnh mẽ tại Trung Quốc khi nước này đang hứng chịu làn sóng tẩy chay từ khắp nơi do để đại dịch lây lan ra toàn cầu, giết chết hàng trăm nghìn sinh mạng. Đây là hình ảnh bà Thái Anh Văn đang phát biểu trong cuộc thắng bầu cử Tổng thống vào tối ngày 11 tháng 11 năm 2020. Trên các mạng xã hội ở Hoa Lục xuất hiện lời kêu gọi giải phóng quân, nhân dân, cơ hội hai hàng không mẫu hạm ở Thái Bình Dương bị tê liệt vì siêu virus tấn công Đài Loan. Giáo sư Điền Phong Phi, Đại học Bắc Kinh trong một bài viết trên mạng Guochan.com cũng đã đến lúc dùng vũ lực vì chính sách hòa bình đã thất bại. Hốt hoảng, tướng không quân Kiều Lương, một nhà quân sự có uy tín đang nghỉ hưu phải vội lên tiếng cảnh tỉnh những con diều hâu Trung Quốc như sau: không nên đánh vì đánh sẽ không thắng. Tiếp theo đó, sử gia Đặng Đào tìm cách hạ nhiệt với đề xuất dùng thế cờ vây, chiến thuật mà triều đình Mãn Thanh thi hành trong suốt 20 năm để chinh phục hải đảo. Theo mi kế này, để đánh chiếm mục tiêu có địa thế hiểm trở và được phòng thủ vững chắc, Trung Quốc cần chuẩn bị lực lượng để mở mặt trận thứ hai theo thế lưỡng diện giáp công. Lực lượng này gồm có lính nhảy dù và hàng không mẫu hạm Sơn Đông bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2019. Trước khi kế hoạch tấn công hoàn tất, dự kiến vào năm 2025, Trung Quốc sẽ bao vây hải đảo và cố tránh những thái độ khinh suất gây xung đột vũ trang. Bầu không khí tại Hoa Lục càng nóng lên khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gửi lời chúc mừng bà Thái Anh Văn chính thức nhậm chức lãnh đạo Đài Loan nhiệm kỳ thứ hai. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gửi lời chúc mừng bà Thái Anh Văn trên Twitter. Đây là lần đầu tiên một Ngoại trưởng Mỹ công khai chúc mừng một nhà lãnh đạo Đài Loan nhậm chức. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Pompeo vào hôm 19 tháng 5 đã gửi lời chúc mừng bà Thái nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2, trong đó phải nói rằng việc tái cử với khoảng cách lớn của bà cho thấy bà đã giành được sự tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng của nhân dân Đài Loan. Sự dũng cảm và tầm nhìn của bà trong việc lãnh đạo nền dân chủ sống động ở Đài Loan là nguồn cảm hứng cho khu vực và thế giới. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ này đã viết như vậy. Không chỉ Ngoại trưởng Pompeo, nhiều chính trị gia Mỹ như ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Biden, trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề quân sự chính trị Cooper cũng lên tiếng chúc mừng lãnh đạo Đài Loan. Tại Nhật Bản, Chánh văn phòng nội các Suga cũng tuyên bố muốn tiếp tục củng cố quan hệ với Đài Loan trong nhiệm kỳ 2 của bà Thái Anh Văn. Trước đó, thắng lợi áp đảo của bà Thái Anh Văn và Đảng Dân Tiến tại cuộc bỏ phiếu vào hôm 11 tháng 1, dù chỉ được 14 quốc gia chính thức công nhận, nhưng Tổng thống Đài Loan nhận được lời chúc mừng sau khi tái đắc cử từ lãnh đạo quan chức của trên 60 nước. Tuy nhiên, thách thức trước mắt đối với nữ lãnh đạo là không nhỏ. Mối quan hệ với Bắc Kinh và vực dậy nền kinh tế sau đại dịch sẽ là hai thách thức nổi cộm trong nhiệm kỳ 2 của bà. Đây là hình ảnh kỳ họp lần thứ 73 Hội đồng Đại hội Y tế Thế giới VHA và Đài Loan không được mời tham dự. Theo một số nhà quan sát, Đài Bắc sẽ tiếp tục đương đầu với Bắc Kinh và tìm cách mở rộng ảnh hưởng ngoại giao của đảo bằng cách dự vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, đặc biệt thông qua sáng kiến bảo vệ đồng minh, tức là đạo luật về Đài Loan, Taiping, mà Washington đã ban hành vào tháng 3 năm nay. Qua đó, Mỹ ủng hộ Đài Loan gia nhập tất cả các định chế quốc tế nào mà không đòi hỏi phải có tư cách quốc gia và cấp quy chế quan sát viên cho hòn đảo trong những cơ quan quốc tế thích hợp. Được bật đèn xanh, Đài Loan lập tức có những hành động cụ thể khi chính quyền của bà Thái Anh Văn mới đây đã năng nổ vận động thế giới phục hồi quy chế quan sát viên của Đài Loan tại Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành. Mặc dù Đài Loan vẫn không được tham dự cuộc họp mới đây của tổ chức này,
nhưng sự kết hợp với Mỹ và Đài Loan khiến Bắc Kinh đã nổi đoá, cáo buộc Đài Loan lợi dụng dịch bệnh để tuyên bố độc lập. Nhưng Đài Loan cũng có những ý thức được rằng sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan cũng có những hạn chế do bối cảnh địa chính trị quốc tế. Mỹ ủng hộ và kêu gọi quốc tế là một chuyện, nhưng các nước khác có nghe theo và đồng tình hay không còn là một chuyện khác. Washington có quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh, nhưng cũng duy trì các mối quan hệ không chính thức với Đài Loan và cung cấp vũ khí cho hòn đảo tự trị này. Số đồng minh của Đài Loan cũng rơi rụng dần, chỉ còn 15 nước trước các sức ép tài chính và ngoại giao của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo quan sát của ông Alexander Chen, giáo sư quan hệ quốc tế và nghiên cứu tại Đại học Tham Khang ở Đài Bắc, được tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng trích dẫn, Tổng thống Đài Loan không hề muốn tiếp tục chính sách xích lại gần Trung Quốc của Quốc dân đảng và cũng không muốn có quan hệ công khai hơn với Hoa Kỳ. Mối bận tâm chính của bà Thái Anh Văn là làm thế nào để xây dựng một ý chí độc lập ở người dân, đặc biệt là giới trẻ, nhằm thúc đẩy họ từ bỏ ý định hợp nhất với Hoa Lục. Ngoài vấn đề mối quan hệ giữa hai eo biển, bà Thái Anh Văn còn phải đối mặt với một thách thức khác cũng không nhỏ, đó là khôi phục lại nền kinh tế, đất nước đã bị dịch bởi viêm phổi Vũ Hán đánh gục. Mức tăng trưởng trong quý 1 vào năm 2020 là 1,54%, tuy là mức cao nhất trong vòng 4 con hổ châu Á, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc và Hồng Kông. Mức đây lại là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 4 năm gần đây. Thất nghiệp ở giới trẻ, thành phần cử tri ủng hộ bà Thái Anh Văn đông đảo nhất, sẽ phải ở mức kỷ lục là 12%, một tỷ lệ tệ hại nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Với tuyên bố cứng rắn ngay khi nhậm chức Tổng thống, bà Thái Anh Văn đã truyền cảm hứng tới mọi người, nơi bà luôn sáng ngời một tinh thần độc lập, dân chủ, không cúi đầu, không sợ hãi. Và tinh thần đó sẽ ngự trị tại quốc đảo Đài Loan trước những tham vọng và đe dọa từ Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020 với bản tin Trung Quốc, Đài Loan rực lửa. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.